Té cái đồng luôn. Ê kìa. Chạy xếp đi đây nè ca. Wow. Dạ đông vui nè. Sao xuống rồi sớm rồi hả sao? Văn. Mày tóc bạc hết luôn rồi. Con trước thì mày khen con sau cái coi gì. Ông Năm ơi. Đi qua đây con. Để anh cho quét này sao đây? Thấy chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp. Thấy chuyên nghiệp đây đó. Ừ, thấy chuyên nghiệp rồi đó. Sơn cái nóc vậy thôi à. Sơn ơi, mặc vui lên đây mày ơi, cái thằng kia. Mớm. Sơn lấy cái mỏ vô đừng có chu quá nha. Quỷ nữa. Ủa là thì đi đâu à? Kha giải mấy mã hả Kha? Bảy cái mình giải hả? Ừ ơi. Ráng gì giải được mấy cái rồi? Nhanh với ta. Ủa Linh đi xuống đâu rồi? Ở được, ở đây đi, ở đây mẹ giờ mẹ chở không? Kè lại coi cụ quét kìa. Quay biết à. Quay luôn á. Chết lấy đây rồi. Chứ quay phải không? Cái gì? Mày đồ ấy ra cũng luôn. Không hả? Cái gì nó hôi vậy? Cái gì? Cái nhang á. Cái gì? Cái gì? Cái gì nó hôi rồi đó. Ai nói toàn quay đồ quả không mày? Cái gì vậy? Đi đâu? Nè. Hay là gì vậy? Hả? Làm công ty. Ty nào? Ty ở trên VCF 2 á. Ty giấy. Cái đó hả? Nhân sự. Mới làm à. Đi vô nè con, đi vô đây nè. Con đi đâu ạ? Em không phá quay nè. Phá đâu? Qua mới thử rồi cái gì mi đó giờ cho đứng bé này nữa vô luôn thấy cậu ba rồi. Đừng quét nữa coi, đừng quét nó bụi bên.
đừng quét được rồi. Thôi mà mua nhiều. Đi đâu mẹ đúng nghe rồi hả? Rồi giang ra con, đi giang ra cho bà ngoại kìa. Quay giùm Út đi con, quay giùm Út đi. Nặng lắm. Bỏ cái này xuống. Đứng dậy, đừng có thấy cái tay của con nè, thấy không? Đeo xe nghe tôi giả nghe kêu liền luôn bà. Ổn liễu, ổn liễu. Đâu mà mình đeo chuyện, tôi có lợi hết lắm sao? Mượn tiền tụi cho. Cho cho chứ mình người mà không có đồng bạc thì làm cho hết chết tụi đâu cho được. Bên tôi đỏ nó cũng cần. Không cần luôn, tôi về rồi tụi không. Dễ lắm. Tao áo nốt. Tụi tôi giả đeo giả rồi chặn hết rồi chở. Chỉ cho đốt ngang kìa. Giờ về chụp hình đi, chụp hình đi bạn.
cho tất cả các bạn nha. À, ở đây thường thì Tết người ta sẽ dọn dẹp màu mã ha. Make clear outside for ready for Tết. Gì vậy? Thank you.